chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Sáng ngày 23 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Chữ Thập Đỏ Thị xã Đông Triều đã phối hợp tổ chức phát động chương trình Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021. Với tinh thần một giọt máu đi, một cuộc đời ở lại, Ngày hội Hiến máu tình nguyện đã thu hút được đông đảo các tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang và các xã phường trên địa bàn thị xã đăng ký tham gia. Tại ngày hội hiến máu, các tình nguyện viên được khám, tư vấn sức khỏe và làm các xét nghiệm về máu. Chỉ trong một buổi sáng kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận 132 đơn vị máu an toàn, đảm bảo chất lượng. Đây sẽ là nguồn cung cấp quý báu cho các bệnh viện phục vụ công tác điều trị, góp phần tích cực vào việc khắc phục tình trạng cao điểm khan hiếm máu trong dịp Tết Nguyên đán. Ngày hội hiến máu đợt 1 năm 2021 được tổ chức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, thể hiện truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam và tấm lòng nhân ái sẻ chia đối với cộng đồng.